ra tàu lao, hiểu ý không? Rồi cái ti 16 có, ti 12 thì có, nhưng cái đường kính ống 17 có hay không là chuyện khác đó nha. Thì người ta sử dụng một cái ống nhựa PVC, người ta bọc xung quanh cái ti, sau khi người ta đổ thì người ta đổ xong người ta rút ra cái ống nhựa ở lại. Thì trường hợp mà cột vách thì ok, no problem, được chưa? Nhưng mà trường hợp mấy cái vách bể thì người ta sẽ là không thu hồi được, vì nó liên quan tới chống thấm. Các bạn rút ra thì xin nó cái rổ, mà cái lỗ thì ngày sau các bạn có vá đường nào nó cũng thấm hết á. Ok, thắc mắc thì hỏi tiếp nha. Cảm ơn. Rồi còn cái trường hợp, mấy trường hợp này là có pha định hình mà của mấy cái hệ đặc biệt, thôi nghiên cứu sau nha, nội dung nó hao hao giống vậy, được chưa? Mà do mình đang hướng dẫn các bạn, cái kia hướng dẫn chưa xong nên mình cũng chả dám đụng vô mấy cái đứa này. Cái này gọi là sàn thao tác nè. Cái sàn thao tác này thay vì các bạn dùng cái dàn giáo các bạn đứng đó, thì cái sàn thao tác này nó bắt trực tiếp lên cái cốt pha luôn. Cái hệ này nó sẽ tự tự trượt theo công trình luôn, và các bạn thấy đây nó cũng là chống tam giác này, được chưa? Cái này cũng khó gì đâu, còn luôn luôn có lan can an toàn. Một số trường hợp các bạn thấy người ta sử dụng cốt pha trượt, hệ form tách hay gì đó, các bạn học có cốt pha trượt, cốt pha leo, được chưa? Thì cái này là cốt pha, cái này nó đưa mình như này thì cũng không biết được, nhưng cái này về lý thuyết thường á, là các bạn học là cốt pha leo. Thường trong trường hợp này là cốt pha leo, vậy làm luận văn mà muốn muốn ứng dụng được những cái cốt pha, ví dụ làm cốt pha truyền thống nó gà lắm, mà làm nó mệt nữa, vừa gà mà vừa mệt, làm khối lượng đã nhiều rồi mà nhìn nó chả có cái gì gọi là hai technique gì hết á. Các bạn muốn xịn thì các bạn dùng cốt pha trượt hoặc cốt pha leo, mà luận văn các bạn sẽ là cốt pha leo, không phải cốt pha trượt nha, silo đồ mới là cốt pha trượt, còn cái này sẽ là cốt pha leo. Làm cốt pha leo á, vừa nhanh vừa khỏe vừa dễ, mà không đứa nào dám làm hết, làm toàn là bao che xấu quắc, được chưa? Cái thằng này á, thì mình không tiện nó sâu ở đây được. Nó thường nha, thường á, đang nói con số thường, thường á, thì nó sẽ bao phủ 3 tầng công trình. Lưu ý mình đang dùng cái chữ 3 tầng công trình, chứ mình không nói là nó có bao nhiêu bộ nha. Tại sao lại 3 tầng công trình? Một tầng á, là đang đổ bê tông, một tầng á, là nó tháo, vừa tháo cốt pha xong thì nó sẽ có cái, nó sẽ đi xử lý defect, tức là nó đi chặt la chặt ti đồ này nọ, được chưa? Chặt hết và mài nhẵn nhẵn, nói chung là xử lý bề mặt. Còn cái tầng bên dưới nữa là đi lắp khung cửa sổ và nó sơn lót. Sơn lót nha, mình học á, là kết cấu thi công từ dưới lên, hoàn thiện thô cũng từ dưới lên, nhưng hoàn thiện tinh thì từ trên xuống. Vì sao? Mình sơn nước xong là nó, nếu mà các bạn sơn từ dưới lên là lúc mà sơn ở trên nó chảy xuống nó hư ở dưới, được chưa? Hoàn thiện tinh thì từ trên xuống, mà hoàn thiện thô vẫn là từ dưới lên nha. Rồi bây giờ mình mới nói tiếp, thì cái tầng dưới á, tầng thứ ba á, là cái tầng đó họ sẽ sơn lót. Tại sao họ sơn lót? À, cái sơn tinh họ không sơn được, mà sau này họ sẽ dùng cái cần, gọi là cần cola gì á, các bạn thấy việc nhẹ lương cao mà Facebook hay đăng á, thì cái mà lau kính á, nó dùng cái đó đó để mà nó trượt từ trên mái trượt xuống để mà nó sơn tinh, được chưa? Rồi thì nó có khoảng 3 bộ, mình dùng từ khoảng, hầu hết các bạn làm các bạn sẽ lấy là 3 tầng, 3 tầng công trình nha. Còn bộ thì thường là 5 đến 6 6 bộ, phụ thuộc vào chiều cao công trình. Vì sao vậy? Các bạn thấy tại sao mà dàn giáo bao che luôn luôn là dàn giáo cổ điển, mà không phải là các cái dàn giáo Rinlock hay là Huvi hay là cái dàn giáo Hoa Khế, Hoa Mai gì đó, được chưa? Mà luôn luôn là dàn giáo cổ điển, bởi vì chiều cao của người công nhân mình là khoảng 1,7 m. Hiểu ý không? Các bạn sử dụng mấy cái dàn giáo kia người ta thao tác không có được, vì cứ 1 mét nó có một cái thanh rồi người ta chui, làm sao mà người ta di chuyển, hiểu ý không? Nên cái dàn giáo cổ điển khó, mà cái dàn giáo đó bị thay thế lắm, không thể thay thế được luôn á. Tại vì những cái dàn giáo đó nó để thuận tiện cho quá trình mà làm dàn giáo bao che, sàn thao tác này nọ, nó cao vừa tầm với của người công nhân, hiểu ý không? 1,7 m. Còn những cái dàn giáo khác á, dàn giáo Vinlock hay dàn giáo gì á, 1.000 nó có 1 cây nó que vậy thôi, các bạn chui sao mà các bạn trèo? Đương nhiên là chui vẫn được đó, nhưng mà nó sẽ cấn, nó tùm lum thứ hết, được chưa? Thì cái thằng này á, mà xét theo bộ thì thường nó khoảng 5 bộ trở lên, 5 bộ, bởi vì 3 tầng thì sẽ 5 bộ. Cái này là 1,7 m, các bạn nhân 5 lên được bao nhiêu? Còn bên kia là 3 tầng, 1 tầng nó có 3,3 m, rồi tự calculation đi, thấy thì mình nó thường là 5 bộ. Một số trường hợp làm kịp nên làm ra 4 tầng mà, tại vì đó là do làm không kịp. 4 tầng nó khác 8 7 8 bộ nha. Mà khi mà thiết kế cái này á, nói sơ thôi, nó sẽ luôn luôn có hai cái khung. Hai cái khung này á, cái bước nhịp nó tối đa là 6 mét. Bước nhịp tối đa nó 6 mét và luôn luôn có hai khung, vì một khung không có khả năng chịu lực. Bước nhịp tối đa là 6 mét. Tuy nhiên mấy cái công trình của Việt Nam mình sử dụng cái này á, là hầu hết họ chia mô đun nó nhỏ hơn, cỡ 4 mét, 3 mét rồi thôi. Tới 6 mét á, thì cái cần trục Việt Nam mình nó cũ không có nổi. Cần trục tháp á, cái tải đầu cần của mình nó moment bằng lực nhân cánh tay đòn á, thì cái thằng này mà lên 3 tấn á, thì mấy cái tải cần trục của Việt Nam mình nó vứt hết.
dẫn đến hậu quả gì, họ chia làm đôi, họ lắp một nửa trước rồi lắp nửa sau sau, được chưa? Nguyên nhân là do tải của cần trục tháp Việt Nam mình tải không có nổi. Các bữa sau tới lúc làm luận văn á, các bạn tính toán các bạn sẽ biết tại sao mà mình nói như vậy, còn bây giờ thì chỉ biết chừng đó là đủ rồi. Rồi mấy thanh cử này đã giải thích hết rồi nha. Học quên không biết, chả biết nữa, không biết đã giải thích các bạn chưa. Cái thanh này nè, cái thanh này á là để tăng chiều dày liên kết giữa bê tông cũ với bê tông mới, vì sao khi đổ xong á sinh ra một cái g, cái ngàm âm dương như thế này. Đây là hồi xưa thôi nha, còn bây giờ không ai xài cái thanh này nữa hết á. Bây giờ họ xài một cái khác là water stop. Lên Google search thằng water stop nha. Water stop bản chất nó là gì? Một cái đoạn cao su nó cao khoảng 200, nó màu xanh, màu trắng, màu vàng gì đó, được chưa? Cái đoạn G này càng nhiều á thì nó càng đắt và nó chống thấm càng tốt. Vì sao? Nó tăng cái chiều dài chống thấm của nước. Khi nước các bạn đi vào như thế này này thì đi vặn 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 theo cái G này, nó đi càng nhiều á thì chiều dài đường thấm nó càng nhiều, dẫn đến khả năng chống thấm nó càng tốt. Nên cái water stop này đơn giá nó không phải là theo mét dài mà theo cái số lượng gân này nè. Đương nhiên là mát bán theo mét dài nhưng đắt hay rẻ là do số lượng cái gân này càng nhiều thì nó càng đắt. Thì cái thanh này bây giờ hiện tại người ta không xài nữa mà người ta chuyển sang water stop. Còn cái thanh này chính là thanh cử mình vừa giải thích xong, được chưa? Rồi đây là bạn phải lắp dựng cốt pha nhôm. Thằng này chua thôi, thằng này gặp nó là lạnh đi. Nói chung cốt pha nhôm nó khó lắm nha, nó khó cực kỳ. Hồi nãy giờ mình gãy cái cốt pha thép các bạn thấy nó khó, nhưng thực sự so với nhôm thì nó chưa là cái tâm xe răng gì hết nha. Nhôm khó hơn nhiều. Nhôm nó có khoảng, các bạn làm cốt pha ván á, thì các bạn có cái miếng ván, cái sà gồ 5 năm, cái sà gồ 5 10 và cái ti. Các bạn có 3 phần tử ván, sà gồ, ti là 3 phần tử chính. Các bạn làm nhôm các bạn có 4 5 loại cấu kiện, cột vách dầm sàn gì đó, kích cơ gì đó, subframe. Được chưa? Rồi trong mỗi cấu kiện ấy nó được tổ hợp từ khoảng giống như cái bộ này là 40 profile. Nói chung là khá là chua. Thay vì thằng kia quản có mỗi ba cái phần tử thôi, cái này quản tới 40 phần tử, 30 mấy phần tử á. Chung thằng này khó. Thằng này với skill của mình hồi xưa là mình mất 6 tháng để nghiên cứu tạo thư viện, nên đừng có ngạc nhiên khi hồi nãy mình ngồi hướng dẫn các bạn nửa chừng mình phải gãy bỏ cuộc. Cái đó là bình thường nha, tại vì mình chơi liều, mình không có làm trước ở nhà, được chưa? Và các bạn thích thì bữa sau ai làm được thì gửi cái option nào các bạn nghiên cứu ra hay, các bạn cứ gửi, không có ý kiến nha. Tại vì cái đó lập trình, mỗi người đề xuất ra một giải pháp, không có cái nào gọi là đúng tuyệt đối, được chưa? Rồi cái này là cốt pha móng thôi, móng chắc không có gì để giải thích đâu nha. Nhớ cái trình tự thi công móng, bước 1 là đào đất và hiện thêm bê tông lót, bước 2 là lắp cốt thép, bước 3 lắp cốt pha. Tại sao lắp cốt thép trước lắp cốt pha? Các bạn lắp cốt pha trước có thể nó vướng, các bạn lắp không được. Và người ta không ai hỏi các bạn phần chi tiết lắp cốt thép là lắp thép nào chả ai hỏi đâu nha. Tại ở mức thi công chỉ hỏi các bạn là trình tự lắp dựng. Nhớ nó dừng ở đó nha. Còn mà đi sâu vào ví dụ như lắp trình tự lắp ván cốt pha thì các bạn sẽ lắp cái gì? Nhưng mà riêng với móng á, thì các bạn phải trả lời được câu hỏi tại sao mà thân sà gồ đứng á, nó nằm đứng mà nó không nằm ngang. Ở đây là họ đang sản xuất theo dạng module nha. Mặc dù là họ vẫn làm ván nhưng mà họ làm từ module, các bạn thấy module không? Và các bạn thấy ở đây có một vị trí mới nối không? Được chưa? Vì cái tấm này không phải là dài unlimited đâu nha. Nè, thấy đây có cái nối không? Tại sao hai cái này nó lệch nhau? Được chưa? Rồi, tại sao đây nó không làm một cái tấm liên tục? Được chưa? Nhưng mà cái thứ nhất là nếu các bạn mà làm liên tục á, dù các bạn có hàn được cái chăng á, thì ra công nhân nó lắp dựng cũng chả có được. Tại sao? Tự hiểu lấy nha. Sao nặng sao bưng nổi, mà bưng nổi đi chăng á thì cái thanh này nó dài quá, các bạn bưng nó sẽ bị biến dạng, hiểu ý không? Nên là các bạn phải chia module. Nên những bạn làm đề 11 không phải là làm cốt pha làm một phát nguyên đường tròn, được chưa? Và liên quan tới cái móng á, thì các bạn phải nhớ nè, lúc mà đổ bê tông á, tại sao có những cái thanh này, cái thanh này các bạn nói là những thanh cử để mà lắp bảng mã cho sau này họ để mấy cái cột đứng lên trên đây, đó là một lý do. Lý do khác á, là sau này họ sẽ đặt trên này các cái mâm được chưa? Cái mâm gì lên Google search lấy, được chưa? Và công nhân đứng ở trên này để đầm dùi để đổ bê tông. Còn làm thiệt thì sao? Ở đây thì làm thấy chuyên nghiệp, làm thiệt á thì hai bên là hai thành hố đào đúng không? Cắt qua hai cái dầm y, được chưa? Sau hai dầm y thì các bạn lắp các cái mâm lên trên á, công nhân đứng ở trên đổ xuống, được chưa? Đổ bê tông hay đầm dùi gì đó, ok. Không hiểu thì hỏi.
Rồi, một số lưu ý các bạn cần để ý. Thứ nhất là tùy theo đặc trưng của kết cấu để triển khai biện pháp thi công phù hợp, câu đó muôn thuở một thời. Thường thì những cái cốt pha đã làm, ván rải hai phương, cốt pha dầm, cốt pha tổ hợp chỉ phù hợp trong trường hợp cần triển khai mặt cắt điển hình tổng quát, cần khối lượng nhanh. Còn làm thực thì cái đó không xài được. Nếu thi công thực cần triển khai từng tấm một để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật. Ví dụ hồi nãy mình nói các bạn á, là một số yêu cầu gì đó. Rồi, ván cần ít nhất là hai gối tựa để đứng, được chưa? Khoảng cách giữa các gối tựa thì chỉ phụ thuộc vào chiều dài của kết cấu, nhưng thường các bạn hay bố trí là A cộng từ 200 tới 400. Hạn chế bố trí ván có bề rộng nhỏ hơn 300. Tại sao vậy? Các bạn để ý nè, khi các bạn tính toán cốt pha thì thực tế khi các bạn kiểm tra khả năng chịu lực á, thì cái thằng ván á, nó có thể được tới A cộng 500 lần, được chưa? Nhưng cái thằng xà gồ á, nó không đủ khả năng chịu lực. Vì sao nó không đủ khả năng chịu lực? Vì cái dàn giáo cổ điển của mình nó cái bước nó tới 1,2 m 50 nhân 1,6 m, thì cái nhịp của cây sago 510 nó quá lớn, cây sago 510 đó nó không đủ khả năng chịu lực, nên đó là một nhược điểm của dàn giáo cổ điển, được chưa? Nên làm thực bây giờ các bạn thấy này, người ta không sử dụng dàn giáo cổ điển để làm cái cốt pha dầm sàn, mà người ta sử dụng dàn giáo gì? Rinlock, được chưa? Dàn giáo gì? Hoa khế. Vì sao? Cái nhịp của dàn giáo kia là 1 m x 1 m. Thì đây là một bài toán tối ưu giữa ván, xà gồ phụ và xà gồ chính. Được chưa? Cái dàn giáo cổ điển á, cái nhịp nó là 1,250 nhân 1,6 m, làm cho cái xà gồ 9,50 á, nó không đủ khả năng chịu lực, dẫn đến bước của mấy thằng kia phải nhỏ lại, làm cho ván không tận dụng hết khả năng chịu lực của ván. Nói chung là nó không tối ưu. Nên làm thực các bạn thấy người ta sử dụng toàn là dàn giáo Rinlock được không ạ? Thì ai tính toán thì sẽ hiểu lý do tại sao mình nói nãy giờ. Ván á, thì nó cần hai gối tựa để đứng, được chưa? Rồi nên là nếu mà các bạn ván nhỏ hơn 300 á, thì người ta phải chia làm hai viên, và chia như thế nào buổi sau thực hành mình sẽ nói, được chưa? Sago các cái module thường là A cộng 500, dài tối đa là 6 m. Ví dụ các bạn cần cây sago dài 5,8 m thì họ lấy hai thanh 3 m 3 m hoặc 4 x 2 nối với dòng ở giữa mà 200. Tại sao không dùng 5 với 1? Hiểu không? Tại đây ở đây mình có ví dụ hai cây 3 m hoặc một cây 4 m với cây 2 m. Vậy tại sao không dùng một cây 5 m với một cây 1 m? Các bạn phải hỏi hết được chưa? Các bạn biết một điều là cây dàn giáo mình sử dụng là dàn giáo gì? Dàn giáo cổ điển hay dàn giáo Rinlock gì đi chăng á, thì nhịp nó cũng từ 1 m trở lên. Các bạn lấy cây 1 m thì nó không có đứng được lên được hai nhịp. Hiểu ý không? Nên người ta sẽ tổ hợp từ một cái cây tối thiểu phải gác lên được hơn một nhịp. Hơn một nhịp nha, hiểu ý không? Đó, nên là người ta sẽ không tổ hợp cây 5 m đâu. Chiều dài cây xà gồ 50 x 50 cần có phải hợp lý và có khoảng 3 đến 4 gối tựa là xà gồ 50 để đảm bảo không bị lật khi công nhân thao tác trên sàn. Câu này khó hiểu quá. Các bạn hiểu một điều, nếu mà hai nhịp là có phải là 3 gối tựa không? 3 nhịp là 4 gối tựa đúng không? Rồi hình dung được cái vụ đó chưa? Nếu các bạn có một nhịp là các bạn có 2 gối tựa đúng không? Công nhân nó đứng một đầu nó sẽ bị lật. Tự cảm giác lấy đi nha. Cái này ra ngoài làm rồi hiểu. Rồi, còn giờ không hiểu chịu. Ok, rồi bây giờ như thế này. Giờ thời gian nó hết rồi. Ai thắc mắc gì á thì hỏi mình trả lời. Chủ yếu buổi nay á là đúng làm cái phần cốt pha kia mà làm không có nổi. Còn cái phần lý thuyết á thì mình đang còn giải thích các bạn hết rồi. Sau đó các bạn có thể bố trí cốt pha được rồi. Còn không thì mai mình hướng dẫn các bạn bố trí cốt pha tiếp. Nhưng mà nếu kịp thì sửa cái vách kia cho nó xong của nở lắm. Có ai thắc mắc gì không? Dạ thầy ơi, cái hồi nãy thầy nói cái móng á thầy, sao mà cái xà gồ ở trong phủ ở trong mà nó nằm đứng vậy thầy? Cái cây sà gồ ở trong á, nếu mà các bạn nằm nằm ngang đó nha, nằm ngang á, thì thứ nhất là lực gamma H mỗi thanh nó chia ra không có đều, cái dưới nó chịu lực nhiều hơn cái trên, hiểu ý không? Nhưng mà nằm ngang nó được một cái ưu điểm á, là cái số lượng thanh nó ít, thì số lượng cây sà gồ các bạn cắt bị vụn không có nhiều, bởi vì chiều cao của cái móng thường nó thấp, mà chiều rộng và chiều dài của cái móng nó lớn, được chưa? Các bạn muốn sử dụng nằm ngang á, thì các bạn phải đổi phương nhiều lần. Đó là một lý do. Lý do thứ hai nè, cây cây sà gồ trong mà nằm đứng á, thì cây sà gồ ngoài nằm ngang thì cây chống xiên nó chống vào cây sà gồ ngoài là ok. Còn trường hợp á, mà cây chống trong mà nằm ngang á, thì cây sà gồ 510 nó phải nằm đứng, thì dẫn đến các bạn chống xiên, các bạn chống có bao nhiêu cây chống đứng các bạn có bấy nhiêu cây chống xiên là ý thứ nhất. Ý thứ hai á, lực nó phân không phân bố đều. Mình nguyên tắc của mình á, tại sao mà đây phải dùng một cặp 510? Tại vì để nó thành một cái hệ cứng, để khi mà tác dụng lực đó, nó phân bố đều ra tất cả các cái thanh bên trong.
Còn khi mà cái sago 50 này mà nó nằm dọc á, thì khi cái chống xiên này các bạn tác dụng lực khác nhau, sinh ra cái ứng suất cục bộ khác nhau, dẫn đến cái cốt pha các bạn sẽ bị cong vào cong ra méo mó. Hiểu không? Hiểu ý không? Cái sago 50 này nó cứng, nó thành một hệ cứng. Thì khi các bạn tác dụng lực khác nhau á, thì nó truyền vào đây, nó giống như là làm việc nhóm, truyền từ chống xiên, mà chống xiên là lực nó không có ổn định. Bởi vì sao? Tăng đơ mỗi bên người ta vặn khác nhau, nhưng mà qua cái cây sago 50 á là nó dằn phẳng lại hết. Còn cây sago 50 này mà làm đứng á, thì ngày sau á nó sẽ bị những cái trường hợp gọi là phình hư cục bộ. Nên nếu mà muốn sử dụng được cây sago 55 nằm ngang á, thì hồi nãy mình có giải thích về mặt kết cấu là lực mỗi thanh nó chịu khác nhau, thì người ta phải sử dụng tổ hợp ra 4 bộ. Đầu tiên là cây sago trong nằm ngang, sau đó có một bộ tiếp là sago nằm đứng để đổi từ cái phương ngang thành phương đứng, rồi sau đó tiếp tục một bộ nằm ngang lại, rồi mới đến chống xiên chống vào cây nằm ngang, chống xiên luôn luôn chống vào cây nằm ngang. Vậy trường hợp nè, làm thực nó vẫn xảy ra trường hợp của em vừa hỏi là cây sago trong nằm ngang, nhưng mà nếu mà làm cây sago trong nằm ngang á, thì người ta phải đi thêm một bộ sago để chuyển từ cái phương ngang về phương đứng để chống xiên. Ok, hơi khó. Dạ, cho em hỏi thêm cái nữa là cái chốt đó thầy, cái chốt này dỗ mấy góc sago 50 thầy, người ta làm cái tay nhắn cũng vậy luôn thầy. Chốt nơi chỗ sago 50. Dạ, dạ ngay cái góc quá thầy, à, ngay mấy cái góc quá thầy. Cái này thì tụi dạ. Y chang đây nè, cái này làm thực làm y chang vậy, và y chang như cái thư viện mình gửi các bạn á, làm thực cũng y chang vậy đó. Bây giờ mình có gửi các bạn đây nè, dạ, làm thực nó y chang vậy đó, y chang luôn nha, không khác gì hết. Đây là một cái V, V75, không phải V50 nha. Ai keo kiệt thì người ta sử dụng V50, mà thường là V75. Khoan cái lỗ qua, xuyên cái tí qua, siết lại, xong. Tại vì cái chén của mình á, là cái chén là, cái chén đó đường kính là 100, nên cái V đó phải là V75, V50 nó cánh, bạn không được. Mà keo kiệt quá, người ta vẫn sử dụng V50. Rồi, thắc mắc gì nữa, hỏi tiếp. Cái này và cái này nội dung giống y chang nhau nha. Ok, thắc mắc gì nữa không? Cái V này này, dạ, nó hàng nó hai cái sago 50 luôn. Người ta chỉ việc là xuyên cái ti có hai cái V thôi, hiểu không? Cái V này này nó hàng thẳng dạ. lên hai cái sago 50, và cái việc đơn giản chỉ việc xỏ cái ti qua cái là xong. Rồi, ai thắc mắc gì nữa? Dạ thầy cho em hỏi là như cái móng mà 2m nhân 2m6 á, thì mình cái mỗi mặt á, thì mình sẽ làm một cái miếng cốt pha thép như thế nào là đủ này? 2m, 2m6. Hay là mình làm hết bề rộng em là 2m, bề dài là 2m6 hết. Yeah. Thì bề rộng em làm một tấm, bề dài em dùng 2 tấm, bề rộng thì dài 2m, bề dài thì một tấm dài 1m3, 2 tấm 2m6. Ok, mình có cái giới hạn nào không? Có, có là... chứ, có chứ. Giới hạn là công nhân thi công, hiểu ý không? Ví dụ như em có thể tính cho một người là 600, hai người là 1m2. Tuy nhiên cái móng em nó lụng nên em có thể tăng lên tới 2m vẫn được. Em có một cái tương quan, ví dụ như cái số mà để một người làm á, là 1m nhân cho tối đa là 3m. À quên đi, 600 nhân 3m, đó là cốt pha nhôm. Còn với cái cốt pha thép thì nó nặng hơn nhôm gấp đôi nên em hãm lại một chút. Hiểu không? Thép nó nặng, thép là 56 mà nhôm là 27. Được chưa? FE rồi AL gì đó. Rồi thắc mắc rồi hỏi tiếp. Thầy, thầy cho em hỏi cái đề 8 như này. Ờ, cái vách của em là cái vách nó dựa vô cột của thầy, thì cái cốt pha của nó, cái em không hình dung được cái cột em cái thi công mà... trước, cái cột em thi công trước, dạ, thì cái rồi. Cột nó đã làm xong rồi, thì cốt dạ. pha mặt trong á, em có thể để cho là nó bay qua cái cột cũng được, nhưng mặt ngoài thì em phải lủng cái cột, hiểu ý không? Dạ, dạ em hiểu, nhưng mà ý là cái đó thì là cái vách, cái mặt trước á, là cái mặt mà ngắn á thầy, ừ. là cái mặt đó là em phải cho nó cái liên kết sao để cho nó cứng lại thầy, chứ không thôi nó bị lủng rồi. Liên kết gì ta? Nó xuyên kéo dạ là cái mặt mà nó cái cột kéo qua luôn á thầy. Ờ, có sao đâu, cái mặt cái đó thì bình thường mà, em cũng phải chia từng module nó rộng. Ví dụ như rộng của em có thể chia là 1m2, hoặc là ví dụ như là em tính là bao nhiêu đó, em chia bề rộng ra, cái đó là em tự tính nha, mình không biết. Ví dụ như là em phải phù hợp vào cái bước cột của em, ví dụ bước cột em có thể nó ra 2m1 hoặc có thể ra 2m2, là em phải chia một module như vậy là rộng bao nhiêu, và em lắp bao nhiêu module nó thì nó được một bước,
em phải tính cái đó thì mình không trả lời được. Em chia sao hợp lý, ví dụ như em chia là nhịp 6 mét, em nói em chia lắp 3 khung thì hết một nhịp, ok đồng ý, thì ở ngoài là 2 khung, ở trong 3 khung, ví dụ vậy. Thì cái cây mà cây sà gồ 5-10 á, nó lao từ đầu tới cuối luôn, nó sẽ xếp theo kiểu giống như xây gạch á, lệch nhau để cho nó tăng độ cứng, rồi nó xuyên ti nó kéo ra. Ở trong đồ án cho phép tụi em cắt sà gồ lẻ lung tung sà bằng hết được chưa, nhưng làm thật chuyện đó không xảy ra. Ok rồi, Dạ rồi. anh thắc mắc gì nữa không? Rồi vậy nghỉ, có gì mai làm tiếp nha. Còn mà lỡ hôm nay mình việc nhiều quá mình sửa không nổi thì ghi nợ cái cốt pha đó lại. Ok.